đây như mùa cà chua. Và công đoạn đầu tiên là lên gò, để phân lên gò 4 loại phân 5 loại, 5 loại phân vôi, nơi bê tre, phân nở, phân lân, đạm 5 loại. Để xong được, để sau cho lên vòng là vô đẳng hàng là được. Chuẩn bị làm cà chua nha mọi người, lần đầu tiên luôn. Rồi mình nào mình lên trồng giống rồi trồng cây rồi mình sẽ quay tiếp. Ok, thì nay mình sẽ tiếp tục review cái vườn mình nằm chuẩn bị làm cà chua đây mọi người. Thì hôm qua đã lên vòng được xong hết rồi nè, lên gò hết rồi nè. Hôm nay sẽ lấy bạc phủ nha. Bạc này thì mình đục 3 lỗ. Bạc 3 lỗ cách nhau 27 nha mọi người. 27 phân. Đây có thông số này. Được nữa. Tụ này dài 400 m. 400 m. Bề ngang phải 1m2. Dài 400. Ok, thì 400 m mình 800 m mình sẽ phủ được 3.000 cây cà chua. Rồi giờ mình sẽ kéo ra mình phủ lên cái gò này. Còn đây là cái cặm xung quanh đó nè. Chỉ cần đút cái cây vô thì một người đứng một người nắm lôi đi thôi sao. Rồi mình phủ xong rồi mình sẽ quay mọi người xem. Tại vì không có cái đồ không có để đặt máy quay được. Ok, xong một gò. Đấy. Nó ngay chính giữa này, lỗ giữa này, này lỗ thấm nước. Đây, xong một rồi. Còn một đống nữa, cái đầu tiên. Nè. Kéo được 4 vòng rồi, gió quá khó kéo. Gió quá nó thổi bay quá, kéo không được. Mình đi qua đây mình review cái vườn cà chua trong trước cho mọi người xem. Nhìn xanh lè luôn nè. Cái này thì được 50 ngày. Cái này được 50 ngày rồi, khoảng tuần nữa là hái rồi. Là hái xong tới tháng sau nữa mới trái nhiều. Để mình xem. 1 2 3 4 5 6 7 trái luôn. 1 chùm 7 8 trái luôn. Cả nó xanh tươi tốt rồi. Mùa này mùa hạn nữa mọi người. Mùa hạn không có mưa. Đây. Mùa hạn mà làm cà xanh cỡ này mọi người biết chăm sóc kỹ cỡ nào. Chín rồi nè. Chùm có 7 trái à. Này chùm này 8 trái luôn. Chùm thì 5 đến 8 trái. Này chú trên kia. Mình bên mình thì bắt đầu làm thôi. Bên đây chắc thu xong xuôi hết rồi đầu bên mình mới trái nó mới bắt đầu có chín. Chắc có trái thôi chứ chưa kịp chín đâu, nhưng mà thu xong cái này 2 tháng mấy rồi mới có trái chín. Mà này 50 ngày mới có chưa được tháng, mới chưa được 2 tháng. Tháng mấy chưa hết. Ok. Thì hơi gió, nắng. Nắng có chui cho nó núp luôn. Có hai người làm mà gió này hơi khó làm. Để cho nó bớt bớt gió. Chảy nó dễ. Chui vô gỗ này núp nắng rồi. Vừa nãy nắng ghê. Ok thì mình chừng nào mình sẽ trồng cà chua xuống rồi mình sẽ
review tiếp cho mọi người xem ha. Này mình review sơ sơ vậy thôi. Đây là khởi đầu của mình. Mọi người cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ kênh mình nha. Và có ý kiến bình luận góp ý với phần video cho mình nha. Để mình có thêm kinh nghiệm để làm. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo.